Đó, bây giờ mình quấn ở ngoài ha, mình để mình ràng thun. Ngay đây nè, phải đưa nó vô một chút, không họ ràng thun nó không có dính. Được rồi. Một lo ho đừng có làm gì nó đứt á. Để vô đó thành phẩm rồi nè, thấy không? Hồi nãy mình đổ rượu chỉ có tới đây thôi nè, 1/3 nè, mà lúc mà mình đổ đường lên nó là nó thấm lên mút tới trên này luôn, không Ủa mấy trái này không bỏ vô hả? mấy trái đó để ăn đi, mấy trái nó hơi hơi mềm. Ừ, mình ngâm như đủ rồi, như đây uống xỉu rồi. Sáng sớm nay bờ tốt có hái sẵn em luôn. Rồi nay bà hái đem qua cho hả, nhà cho chanh đó, hả? Nhà bữa cho mình chỉ mấy cái chanh bự khổng lồ á. Chanh khổng lồ á, hái sẵn luôn. Mắm chua. Đưa nguyên bọc qua. Nguyên cái thùng. Rồi cái này ngâm khoảng chừng 5 sao uống là bá cháy vào chết Trời ơi, năm rồi hả? Không ngâm mấy tháng rồi uống. hả? Không ngon đâu, phải ngâm lâu một chút mới ngon, Em hỏi là người ta ngâm bao lâu uống. chắc khoảng chừng 6 tháng trở lên uống được, thấy không? Nhưng mà này là đường với rượu, Muối này đường. còn nếu mà có mật ong á, mật ong mà ong rừng gì đó cho miếng vô cũng đẹp, thì cái màu nó đẹp hơn. Với lại mật ong cũng tốt mà, đối gì đâu, thấy chưa? Đã quá người ơi. Không xài cho rượu nữa hả? Không, đủ rồi. Vậy sao nó lại lấy rượu khác Đổ nguyên chai uống xỉu luôn á. vậy? Nó lấy cái rượu kia làm khu chai mới, cái kia mình chưa xài hết. Mình thích cái loại cái chai này nè, nó có cái nắp đậy này nè, nó kín dễ sợ luôn Có cộng á, nó lót lại, thấy không? có cái ròn Đây nè, có ròn mũ nữa. ngay đây nó có cái rác, nó không có xì nữa, rồi mình làm thì là nó chắc lắm, không bị không khí vô, nó không có sợ bị nhiễm khuẩn gì. Nhưng mà nếu mà tan đường hết chảy nước đó, mà nó chưa ngập trên này sao? No, lúc mà tan ra nó sẽ ngập, cái này hay lắm, cái đường lúc mà nó chảy ra nó sẽ ngập hết mấy trái này. Bởi vậy nếu mà không để ngập, bởi nãy kêu là phải để đường ngập lên đó, là vậy á, còn không là cái trái nằm trên nó lại bị móc Lên không khí à? á. Ừ, Cái trái này vui quá à, chín nó ngọt. Ở ngoài á, Út nó ăn nó mắc cười quá, ngọt và giòn. cái vỏ thì chua. Vỏ ăn, nó đang ăn ngọt không, nó cắn cái vỏ chua mắc cười. Cái nó ghê. Rồi để trong về nhà thôi được rồi, đừng có để chỗ nóng quá. Nhiệt độ bình thường giống mình ở. Ừ, mà cũng đừng có để nắng chiếu trực tiếp vô nó nha, gần cửa sổ quá nắng chiếu trực tiếp vô cũng không có tốt. Cứ để bình thường bên đó đi, dọn chỗ Nếu mà để gần cửa sổ cũng để được khoảng chừng tầng, phải lấy đi chỗ khác. Thôi nghĩ nóng tốt rồi, chắc để Ừ, ngay đó đó, ngay cái tủ mình nó dọn. rồi được rồi, đại công cáo thành, quá đã luôn. Còn dư bên Mỹ này chắc nhiều mà ngon. Ừ, trái này nhiều ngon, ngoài chợ anh ta cũng bán, tại vì neighbor mình cho mình thôi chứ mà. Nhưng mà nếu mua mình không mua đâu, nói thiệt nha, mình hồi xưa có ăn thử, không có cái vỏ thì nó chua, ở trong thì nó ngọt. Mà nó mềm. Ngộ ngộ. Mà để cứng thì nó chua hết. Hàng sớm thôi, được rồi, đủ rồi, đủ vốn rồi, ngâm thấy đẹp quá ha. Chưa đâu, nó tan đường nó đẹp. Nó trong. Đây, ở đây là những cái rượu mình ngâm nè, cũng bằng rượu vodka hết á, rượu thuốc, ở trong này cũng rượu thuốc loại khác. Rồi bên này là đặc biệt là có cái này nè, là rượu với mật ong, bên này không có, này loại rượu thuốc khác nữa. Nhưng mà cái hũ này là chất lượng nhất nè, hũ đó ngâm gần coi cả 500 độ. Wow, tới lúc uống chắc xỉn nhiều quá. Rồi, bye bye.